Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán tại cũ trình hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục lên giới thiệu các bạn những con máy mới về và những con máy bên mình đang còn. Mọi người xem ưng con nào thì mọi người chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng nhé. Thì các bạn cố gắng đặt hàng qua Zalo bên mình. Số Zalo là 056688 từ quý 9 các bạn nhé. À, còn ngoài ra thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp, nhắn tin Facebook hoặc fanpage bên mình nhá. Ok, và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc, mua hàng mọi người được phép kiểm tra thoải mái. Ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ lên giới thiệu những con máy mới về. Đầu tiên thì mình giới thiệu các bạn là mình mới về được 5 cây Samsung Note 20 Ultra 5G nhé. Note 20 Ultra 5G bản Hàn. Đây, có hai màu, màu trắng và màu cà phê nhé. RAM 12, bộ nhớ 256 nhé. Máy đẹp 99 và bao zin. Đây, RAM 12 này, bộ nhớ 256 nhé. Con này bản Hàn, một sim, máy đẹp 99 và bao zin nhá. Đây, sẽ zoom gần rồi. Đây, nó bẩn như mọi người nhá. Đấy, nâu là đẹp. Đấy. Đấy, con màu cà phê này nữa. Nói chung là máy đẹp 99 và bao zin nhá. Có giá là 12 triệu. Note 20 Ultra 5G. Đấy, bản Hàn nhá, RAM 12, bộ nhớ 256, máy bao đẹp 99 và bao zin nhá. Có giá là 12 triệu. Mình thử xem nào. Cam góc rộng này. Ui giời, đẹp nóng nanh luôn. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, mọi người chưa mất nóng mất cam đấy. Nóng cam. Ui giời, gọi là violet luôn anh em ạ nhá. Cam trước này, đấy, cam trước này, góc rộng này, đấy. Cam trước còn có cam góc rộng, góc hẹp luôn nhá. 12 triệu. Tiếp theo lại về được thêm một con Samsung cực chất, Samsung S21 Plus 5G bản Việt nhé. Bản Việt thì các bạn sẽ dùng được hai sim, nó sẽ có hai email như này, hai email khác nhau này nhé. À, đây là bản Việt nên các bạn sẽ dùng được hai sim nhé. RAM 8, bộ nhớ 128 nhé. S21 Plus 5G 10.300.000 nhé. Máy bao zin thì thức đẹp 99, máy bao zin thức đẹp 99 nhé. Ba cam sau đầy đủ, khuôn mặt đầy đủ nhé. Vân tay trong màn hình, màn hình thì 120Hz nhé. Tiếp theo mình về được một con iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max bản ven nhá, 128GB, pin 98%, pin 98% nhá. Máy bao zin và hình thức đẹp, máy bao zin thức đẹp. Con này có giá là 22.600.000 nhá. 22.600.000 bản ven. Con này còn bảo hành đến tháng 11 nhá. Máy đẹp 99 và bao zin. Tiếp theo này về được một con gọi nói hết được chấm luôn anh em nhá. iPhone 11 64GB bản VN, pin 100%, 8.900.000 nhá. Máy gọi là hết được chấm luôn, con này còn bảo hành nhá. 8.900.000, pin 100. Quá đẹp, quá xuất sắc. Còn bảo hành nhá. Con này nó gọi là các bạn có mua hay không thôi. Hình thức và chất lượng thì miễn bàn đi mọi người nhá. Hình thức và chất lượng là miễn bàn. Bản VNA này, 64GB này. Pin là 100 nhá. Pin là 100. Tiếp theo về tiếp một con 11. Con này thì có 7.700.000 thôi. Máy bao zin thì thức 98 nhá. iPhone 11 64GB. Bản BA, mà BA nước gì mình
không biết luôn ý. Hay là mình phải check mình biết được nhá. Máy bao zin và bao không chức năng 7,7 triệu, iPhone 11 64GB nhá. Máy bao zin thì tức 98. Máy bao zin tức 98 nhá. Có là chầy chầy nhẹ nhẹ nhá. Đây nữa. Nhưng mà có 7,7 triệu thôi. Tiếp theo mình có một con XS 256GB. Nó cũng gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ. Máy bao zin 100% nhá. 7,2 triệu, 256GB. Tuy nhiên con này pin nó đang kém. Pin nó kém nhá. Và giá 7,2 triệu thì mình sẽ thay cho các bạn một quả pin. Và khi mình thay pin ý, thì mình sẽ bao zin trừ quả pin nhá. Mami 256GB này. Pin kém rồi này. Nó báo pin kém luôn này. Đấy. Pin 75%. Đấy. Máy bao đẹp, 99 luôn, là bao zin nhá. Duy nhất một cây. Tiếp theo mình về một con XS màu gold nữa, con này 6,5 triệu 64GB nhá. Máy Mami cũng bao zin 100% nhưng mà pin cũng kém. Pin cũng kém và mình sẽ thay pin cho các bạn nhá. Tức là khi mình thay pin thì nó sẽ gọi là mất zin của pin rồi. Nhưng mà hiện tại nó đang zin nhá. Mọi người yên tâm, bên mình tình trạng nào sẽ báo cụ thể như vậy. Máy bao zin tức đẹp 99. 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu là giá thay pin rồi nhá. 64GB mã Mỹ. Tiếp theo mình về được một con Mi T9 Pro nhá. Mi T9 Pro RAM 8, bộ nhớ 256 nhá. 2,2 triệu. Hình thức con này được 97-98% nhá. Con này gọi là 97-98%. Máy thì mình bao zin nhưng mà màn thì có ám nhẹ nhá. Màn có ám rồi. Và giá nó chỉ là 2,2 triệu thôi. Con này nếu mà không ám mà RAM 8, bộ nhớ 256 này thì chắc nó phải tầm khoảng 3,7 triệu nhá. Ok, hôm nay mình về thêm được một con Samsung M51 RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. Máy bao zin thì tức 98. Máy bao zin thì tức 98 nhá. Samsung M51. 4,5 triệu mọi người nhá. 4,5 triệu. Tiếp theo là một con Samsung A51 RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. 3,7 triệu, máy zin thì tức 98 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, 3,7 triệu. Samsung M51. Cường độ này cường độ nó bị vỡ đấy nhá. Bóc ra là đẹp. Đó. Mình đợi mình xíu nhá. Ok, tiếp theo mình giới thiệu những cây bên mình đang còn. iPhone 12 mình có 3 cây. Cây màu xanh này của mình là pin 82%, 128GB nhá. Máy bao zin thì tức có phẩy nhá. Hình thức con này là 97-98%. Máy thì mình bao zin và bao full chức năng nhá. 128GB iPhone 12, 11,5 triệu nhá. 11,5 triệu. Tiếp theo là một con 12 màu một màu này gọi là màu cam nhá. 128GB, pin 89%, máy bao zin thì tức cũng 97-98%. Tức là cũng có chầy nhẹ rồi nhá. Có chầy, có xước nhẹ. Đó. Nhưng mà tổng thể ok, mà nắp ốp và nó đẹp. 12 triệu nhá. 128GB 12 triệu. Và một con 12 8,2 triệu, pin 82%, máy Mami bao zin. Hình thức con này thì 97% nhá. Đây, có chảy xước nhá. Máy thì mình bao zin, đây có chảy xước nhá. Đấy, 8,2 triệu. Con này là máy lốc nhá. Máy lốc thì mọi người mua máy lốc thì mình sẽ tặng kèm sim ghép nhá.
Và tất cả những con máy lốc này thì ai hiểu về máy lốc thì cũng mua nhé, không hiểu thôi các bạn đừng mua. Mua rồi các bạn là cứ thắc mắc nhiều, giải thích nhưng mất thời gian lắm các bạn nhé. Ok, tiếp theo là 12 Pro Max thì mình chỉ còn mấy cây thôi. Hôm nay bán được mấy cây 12 Pro Max liền các bạn ạ. 12 Pro Max pin 89% máy Mỹ, 128GB 15 triệu. Bao zin hình thức 98 và màn hình có ám nhẹ nhá. Ám siêu nhẹ nhá. Đấy, 15 triệu. 128GB máy Mỹ nhá. Tiếp theo một con 12 Pro Max 18.500, 256GB pin 89% nhá. Máy bao zin hình thức 98, Mỹ nhá. 18.500. 18.500. 206GB nhá. Máy Mỹ và bao zin. Pin 89 nhá. Tiếp theo một con 12 Pro Max nữa. Con này của mình là 206GB 17.500, pin 86% bản VN nhá. Máy bao zin hình thức cũng gọi là 98% nhá. Máy bao zin hình thức 98. Có chảy nhẹ rồi nhá. Nhưng quan trọng máy bao zin và bao phun chức năng bản VN luôn. Và giá chỉ có 17.500 nhá. Tiếp theo là 11 Pro Max. Đầu tiên mình giới thiệu hai cái lốc trước nhá. 11 Pro Max 7.500, 64GB máy lốc, màn tàu nhá. Màn linh kiện đấy, gọi là màn linh kiện. Và tiếp theo một con Naked Max nữa. Con này thì pin 92% nhá. Máy bao zin thì thức đẹp. Máy bao zin thức đẹp cũng là lốc. Bao zin và bao full 8.900.000 nhá. 8.900.000. Và còn hai con 11 Pro Max, con này 206GB này, máy Mỹ pin 89%. Chỉ xuất một tí này thôi, còn tổng thể là đẹp nhá. 13.300.000. Tổng thể là đẹp, nắp ốp vào máy dùng rất là thích luôn. Và một con này của mình là 14.500.000 nhá. 206GB máy Mỹ bao zin và hình thức đẹp nhá. Đẹp 99 luôn các bạn nhá. Nhìn này thôi nhưng mà đẹp 99 nữa. Mình nâu đi là đẹp các bạn nhá. Ok. Tiếp theo đến XS Max. XS Max hai con này là 206GB nè. 206GB 8.700.000 nhá. Pin 88-89, máy bao zin hình thức đẹp nhá. Đấy, 8.700.000 XS Max. Bao zin và bao full chức năng nhá. Tiếp theo là một con 206GB này nữa. Con này thì pin 94% nhá. Máy Mỹ pin 94 đẹp đẹp căng 99 luôn. Nên là có giá 9.200.000 nhá. 9.200.000. Dành cho những khách khó tính. Pin 94. Còn ba cái này của mình là 64GB. Ba cái có ba giá khác nhau. Con này là 8.000.000 nhá, pin 84%. Máy bao zin thì tốt đẹp 99 nhá. Còn con này 7.800.000 này, 64GB pin 84% nhá. Máy Mỹ và cũng bao zin thì tốt đẹp nhá. Còn con này thì mình bán có 7.300.000 thôi. Pin 84, máy Mỹ. Bao zin hình thức con này được 98% nhá. Có chảy nhẹ, có chảy nhẹ các bạn nhá. Có chảy nhẹ nhưng mà không cấn móp gì. Đấy, chảy do dùng thôi. Rất là ok luôn nhá. Ok. Tiếp theo đến XR 128GB nhá. XR 128GB 5.800.000 nhá. 5.800.000 máy bao zin và hình thức thì 97-98% nhá. 128GB 5.800.000 nhá. Thế còn mình có hai cây XR. Hay là còn một cây, ví dụ như cây này. Không biết một cây nữa đâu. Cây này là pin 100 nhá, sạc 71 lần 6.300.000, 64GB Mỹ nhá. Máy bao zin thì thức đẹp. Sạc có 71 lần thôi, pin 100 nhá.
còn lại mấy cái này của mình, còn lại mấy cái này của mình là hàng lên vỏ nhá, hàng lên vỏ rồi, bao mà zin benzin phun chức năng pin zin nhá, có nghĩa là mỗi cái vỏ này là không zin. Đấy, 5 triệu rưỡi pin 8X, còn là 5 triệu 7 là pin 9X nhá. Tiếp theo đến 7 Plus độ vỏ nhá, 32GB. 7 Plus độ vỏ 32GB có giá là 3 triệu rưỡi, còn 128GB là 3 triệu 8 nhá. iPhone 7 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhá. Tiếp theo đến 8 Plus. Con này thì chưa đâu. 8 Plus nhá. Mình có cây màu gold này của mình là 4.1 triệu này. 4.1 triệu, hình thức con này thì nó cũng 96-97% thôi. Nhưng máy bao zin chịu quả pin nhá. Đấy. Còn cây màu đen và cây màu trắng này của mình là 4.3 triệu nhá. 4.3 triệu. Cây màu đỏ này của mình là 4 triệu rưỡi, đều là 64GB nhá. Cây màu đỏ này là lên vỏ rồi nhá. Lên vỏ keng rồi. Tiếp theo là 7 nhỏ nhá. 7 nhỏ 32GB máy đẹp là 2 triệu 3, máy phẩy là 2 triệu 1 nhá. 6 Plus 16GB 1 triệu 8 nhá. 6 Plus 16GB 1 triệu 8. iPhone 11 9 triệu 128GB, bản khác pin 100. Con này pin thay rồi, còn đâu bao zin nhá, trừ pin còn zin. Máy đẹp 99 nhá. Cây 11 này 64GB thay màn, nhưng mà thay màn zin nhá. Hình thức đẹp, 7 triệu rưỡi 64GB. Thay màn rồi nhưng thay màn zin nhá, 7 triệu rưỡi. Còn cái này của mình này chỉ có 7 triệu 2, 64GB nhá. Pin pin 86, bản KH, máy bao zin và hình thức 97% nhá, 97%, 7 triệu 2. Và mình còn hai cây màu, hai cái bản VN này, một cây màu đỏ, một cây màu gold, 8 triệu rưỡi bản VN nhá. Máy bao zin thì thứ đẹp 99, 8 triệu rưỡi bản VN, pin 85% nhá, máy bao zin thứ đẹp. Và một cây màu xanh này của mình, cây màu xanh này có giá là 7 triệu 8 nhá, 7 triệu 8. Con này đã thay màn như thay màn zin nhá. Đây linh kiện Apple chính hãng này. Đấy cái màn này các bạn cứ yên tâm, không khác gì một cái màn zin luôn. Đấy và cái cam này có hơi sức sức một chút xíu nhá. Hơi sức sức một chút xíu, nhưng mà đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng. Và giá của nó chỉ là 7 triệu 8 thôi. Tiếp theo mình có một cây XS. Pin 85%, 64GB nhá. Máy zin thì thức đẹp 6 triệu 3 nhá. 6 triệu 3. Một cây XS 6 triệu máy bao zin hình thức đẹp nhá. Pin 81. Mọi người thay pin thì cộng thêm 300 nghìn nhá. Cộng thêm 300 nghìn. 6 triệu 1. X256GB 6 triệu nhá. Tất cả dòng này mình sẽ bao zin trừ của pin nhá. X64GB 5 triệu 3 nhá. Cái này XS64GB 5 triệu rưỡi nhá. Con này hình thức nó chỉ được 97% thôi nhá. Đấy. Nhưng mà máy bao zin. Là một cái X nữa, 64GB, 5 triệu nhá, pin 100, 5 triệu.
Tiếp theo đến dòng 8 này nhá. Dòng 8 này thì mình đa dạng lắm, trên này mình đọc qua này, mọi người chủ động liên hệ nhá. 64 ghi máy đẹp 3.6, máy phẩy là 3.3. Còn máy cấn thì là 3 triệu. Còn máy lên vỏ đẹp keng ấy. Đấy, con nào ví dụ như con màu đỏ này lên vỏ đẹp hết được chấm luôn thì là 3.3 nhá. Đấy, tức là các con lên vỏ này thì nói chung vỏ như vỏ zin luôn. Nói không nói các bạn không biết nhá. Đấy, còn 256 thì cũng như vậy. Thì các bạn cộng thêm 500 nghìn nhá. Đấy, cộng thêm 500 nghìn. Ok. Đến tiếp theo dòng máy độ này. Máy độ thì X độ 64GB là 5.8 triệu, 256GB là 6.3 triệu. XS độ 64GB là 6.5 triệu, 256GB là 7 triệu nhá. Tiếp theo đến XR độ 64GB là 6.3 triệu, còn 128GB là 6.8 triệu nhá. Tất cả dòng độ mình đều bao màn zin, benzin, full chức năng nhá. Pin kém mình sẽ thay. Còn XS Max độ 64GB là 8.5 triệu, còn 256GB là 9 triệu nhá. Nhưng trong đó thì có cây XR độ này mình thanh lý cho mọi người giá 5.3 triệu nhá. Vì nó bị vỡ kính, coi như mình trừ tiền bộ vỏ luôn. 64GB 5.3 triệu nhá. Đây vào một con X Max độ này nữa, cũng vậy nhá. Đấy. 64GB con này 7.5 triệu, trừ 1 triệu tiền vỏ nhá, bị vỡ này. Coi như trừ tiền vỏ độ luôn. Để dành cho những em là không tiền. Tiếp sau theo là sang dòng Samsung S22 Ultra. RAM 12 bộ nhớ 256 bản Hàn. Máy đẹp 99 và bao zin, tất cả các con bản Hàn thì xem một sim nhá, 18 triệu. Tiếp theo là một cây Samsung S21 bản Việt 8.3 triệu nhé. Máy bao zin rất đẹp, RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Bản Việt thì 2 sim, con nào bản Hàn 1 sim nhé. Nói chung con nào bản Hàn thì mình sẽ phải báo cho các bạn, cứ yên tâm luôn. Tiếp theo là một cây Samsung S20 Ultra RAM 12 bộ nhớ 256 nhé. RAM 12 bộ nhớ 256, máy bao zin thì rất đẹp. 98.9 luôn các bạn nhé, 8.1 triệu. Tiếp theo là có con S20 Plus bản Việt Nam RAM 8 bộ nhớ 128 nhé, 7.5 triệu, máy đẹp keng 99 và bao zin nhé, 7.5 triệu. S20 Plus bản Việt. Còn một cây cuối cùng con lốt 10 6.5 triệu bản Nhật bản Hàn nhá. RAM 12 bộ nhớ 256 hình thức 97, máy bao zin nhá. Tiếp theo là mình có một ít Samsung S20 nhỏ. Bản Hàn. Bản Hàn đây là RAM 12 bộ nhớ 128 nhá. Dùng chip Snapdragon 865. Đây. Có 5 cây nhá. Giá dao động từ 4.7 triệu đến 5.1 triệu nhá, tùy hình thức. Đấy. Màn đẹp không hàm mố, RAM 12 bộ nhớ 128 mà có dao động từ 4.7 triệu đến 5 triệu, rất là hợp lý luôn nhá. Nói chung là mình nhiều máy thì mình không ấy, không quay chi tiết được một cây, nhưng mà con S20 các bạn nhìn này, mình chỉ đọc qua cho các bạn thôi, nhưng các bạn nhìn cái màn nó đẹp không, như một viên ngọc luôn nhá. Đấy, mà RAM 12 bộ nhớ 128 nhá. Này cũng có góc camera góc rộng trước này. Cam sau này. Cũng X1, X2, X3 này.
Đấy, các con này dùng thì quá quá là phê luôn. Và giá lại cực kỳ hợp lý nhá. Có dao động từ 4 triệu 7 đến 5 triệu 1 tùy hình thức. Cái con S20 Plus. S20 Plus thì mình còn là 3 cây. Cây này của mình thanh lý 6 triệu 1 này. Bản Hàn 5G nhá. RAM 12 bộ nhớ 256. Con này của mình thì là 6 triệu này. Con này thì phẩy, còn con này thì mắt cam là hơi bạc bạc một chút xíu nhá. Còn con này đẹp thì là 6 triệu rưỡi nhá. Con này đẹp 6 triệu rưỡi. Con này S20 Plus nhá. Và cũng còn một cây cuối cùng là con Lốt 10. Con Lốt 10 nhá. Bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256. 5 triệu 2 máy zin thì thức 97 nhá. Còn duy nhất một cây thôi. À đây, cây hôm nay này mới về đây. Redmi Note 8 64GB 1 triệu 8 vỡ kính cam này nhá. Kính cam này bị vỡ. Đấy. Một cái mắt này sẽ là chụp mờ do cái kính này nó bẩn nó vỡ. Đấy. Nhưng mà thanh lý triệu 8 rồi về tự xử lý nhá. Redmi K30 5G 3 triệu 6 nhá, RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin thì thức đẹp 9899 nhá. Nói chung mình chỉ quay qua thôi, mọi người thông cảm nhé. Samsung A31 còn duy nhất một cây cuối cùng, RAM 464 nhé. RAM 464 2 triệu 7. Máy zin thì thức 9899 nhé. Bản Hàn RAM 464. Tất cả các con bản Hàn là dùng một sim thôi mọi người nhé. Oppo Zero 8Z 5G. RAM 8 bộ nhớ 256 nhé. Máy còn bảo hành 11 tháng, nguyên hộp phụ kiện đầy đủ. Đấy. Con này giảm giá cho gần 7 triệu rưỡi nhá. Và tiếp theo là con Redmi Note 9 5G. Cũng còn nguyên hộp phụ kiện đầy đủ nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp zin. Giảm 200 còn 3 triệu 8 nhá. LG Q9 RAM 464, máy zin thì tức đẹp nhá. Máy zin thì tức đẹp 99, 2 triệu. Samsung Note 9 bản Nhật, máy zin đẹp 99 thì là 4 triệu 7, máy phẩy thì là 4 triệu 3 nhá. RAM 6 bộ nhớ 128, bản Nhật thì sẽ dùng chip Snapdragon 865 nhá. Oppo A9 2020 RAM 8 bộ nhớ 128 nhá, máy zin thì thức 9A8 3 triệu 1. Oppo K3 RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Máy zin thì thức đẹp 98. 3 triệu nhá. 3 triệu. Samsung S10 Plus. Ok, con này bán 4 triệu rưỡi luôn. Thế lâu bán 4 triệu rưỡi nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, bản Hàn, máy zin thì thức phải. Màn đẹp không hòa mố nhá. 4 triệu rưỡi. Nokia 3.4 1 triệu 8 nhé. RAM 464, máy zin thì thức đẹp 1 triệu 8. LG Q51 RAM 3 bộ 32 nhé, 1 triệu 8, máy zin thì thức đẹp 1 triệu 8. Redmi Note 11 RAM 464, máy zin thì thức 98 nhé. Mặt trước đẹp, mặt sau có phẩy, 2 triệu 9. Samsung A51 RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. Máy zin thì thức 98, 3 triệu rưỡi. LG Q51 RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. Q51 à, Q92 5G nhé. 2 triệu 8. Oppo A92 nhé, RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu rưỡi nhé. Máy zin thì thức đẹp. Samsung A12 RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. Con này thay màn nhưng thay màn zin, 2 triệu 3 nhé. Oppo Reno 6Z 5G, máy bao zin thì thức đẹp 4 triệu 7 nhé. RAM 8 bộ nhớ 128, 4 triệu 7. Oppo A73 nhé, RAM 6 bộ nhớ 128, máy bao zin thì thức 98 nhé, 3 triệu. LG Q61 RAM 4 bộ nhớ 64 nhá, máy zin đẹp 2 triệu 3.
Vivo i53s RAM 8 bộ nhớ 118, máy zin thử đẹp 3,5 triệu nhá. LG vơ vẹt RAM 8 bộ nhớ 118 nhá. Máy zin thì tức 98. 3,7 triệu. Redmi Note 8 nhá, RAM 464. Máy zin thì tức phải 2,3 triệu. Còn RAM 3 bộ nhớ 32. Máy zin thì tức cũng phải thì là 1,9 triệu nhá. Redmi Note 8. Đây con này cũng mới về hôm nay là có 1,3 triệu thôi. RAM 2 bộ nhớ 16 nhá, Vivo 1820. Máy bao zin thì tức đẹp. 1,3 triệu thôi. Samsung A5s 5G nhá. RAM 6 bộ nhớ 118 bản Việt 2 SIM. 5,1 triệu nhá. Oppo Reno 4 RAM 8 bộ nhớ 118 nhá. Máy zin thì tức đẹp 3,7 triệu. Thanh lý cho cái con Redmi Note 7 có 1,3 triệu đó, RAM 332 nhá. Hình thức xấu 1,3 triệu. Samsung A11 1,5 triệu nhá. Máy zin thì tức phải. Con này có một chút nứt ở trên kính này nhá, bằng cái móng tay đây này, nhưng mà dán cơ lực sẽ không nhìn thấy nhá. 1,5 triệu. Redmi 7 RAM 3 bộ nhớ 32 nhá, máy zin hình thức 96% nhá. 1,3 triệu. Oppo A3s mình có 3 cây này, máy bao zin nhá, 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu, tùy hình thức từng cây một. RAM 2 bộ nhớ 32 nhá, 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu. Đấy, 3 cây 3 giá khác nhau. Máy đều bao zin nhá. Còn con này của mình vỡ kính thì thanh lý cho người 1 triệu về tự xử lý nhá, 1 triệu. Redmi 9A RAM 2 bộ nhớ 32 nhá, 1,4 triệu. Samsung J7 Prime 1,1 triệu nhá. RAM 3 bộ nhớ 32 có 1,1 triệu thôi. Quá rẻ. Samsung A30 nhá, máy zin thì tức 97%, 1,7 triệu nhá. RAM 332. Oppo A1K máy zin đẹp, RAM 232, 1,350 triệu nhá. Oppo F9 máy zin thì tức phải, 1,7 triệu nhá, RAM 464. Samsung A750 RAM 464 máy zin thì tức đẹp, 2,3 triệu nhá. Mi Note 5 máy zin đẹp, RAM 332, 1,4 triệu nhá. Máy zin thì tức đẹp, 1,4 triệu. Samsung A10 1,2 triệu nhá. RAM 2 bộ nhớ 16, máy zin thì tức đẹp, có 1,2 triệu thôi, bao zin luôn. Tiếp theo là con Oppo A5 nhá. RAM 3 bộ nhớ 32, 1,4 triệu nhá. Máy zin thì tức đẹp. Samsung A750 nhá, RAM 464 nhá. Máy zin vỏ thì có chảy xước nhá. Có chảy xước bong chóc. Nhưng mà màn hình thì đẹp nhá, thanh lý có 1,9 triệu thôi. RAM 464 nhá. LG G7 Thiên Quy nhá, máy zin thì đẹp, RAM 464 nhá. 2,1 triệu. S máy lốc 1,000,000 nhá, có tặng sim ghép 7 bluetooth vỏ 6, 2,7 triệu nhá. 2,7 triệu quá rẻ. Còn ý nữa mà mọi người không mua mấy nữa, mình lại thay vỏ mình bán hơn 3 triệu, quá rẻ. Samsung J7 Pro nhá, 1 triệu. Con này vỡ kính về tự đi ép nhá, 1 triệu. Redmi 8 RAM 464 nhá, máy zin thì tức phải, 1,4 triệu nhá. Ok, thì trên đây là toàn bộ số máy bên mình nhá. Mọi người xem mừng con nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng. Thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.